Và bây giờ là bài viết của tác giả Nguyễn Hưng Quốc, Úc Châu, với tựa đề Tháng Tư và Ký ức tập thể. Cách đây khá lâu, Vũ Nhật Tân, một nhạc sĩ khá nổi tiếng từ Việt Nam sang tham dự một sinh hoạt văn nghệ tại Úc. Sinh ở Hà Nội năm 1970, anh là một nghệ sĩ tài hoa và có tinh thần cách tân khá triệt để. Và vì tinh thần cách tân ấy, dù tài hoa, anh vẫn bị cô lập ở Việt Nam. Sự cô lập ấy càng củng cố tư thế độc lập của anh. Và tư thế độc lập ấy, đến lượt nó, củng cố cái nhìn cởi mở về nhiều vấn đề liên quan đến chính trị và xã hội Việt Nam. Tuy nhiên, sau một thời gian tiếp xúc thân mật với nhiều người trong cộng đồng người Việt tại Úc, anh vẫn bị sốc. Một lần anh tâm sự, điều em ngạc nhiên nhất là bà con bên này bị ám ảnh về quá khứ nhiều quá. Lần nói chuyện nào cũng dẫn đến những chuyện trước năm 75, rồi những chuyện sau năm 75, từ chuyện chiến tranh đến chuyện kinh tế mới, chuyện cải tạo, chuyện vượt biển. Ở trong nước hầu như bọn em chẳng bao giờ nhớ hay nghĩ đến những chuyện như vậy nữa. Không phải chỉ có Vũ Nhật Tân, tôi đã nghe nhiều người nói như thế. Có người viết hẳn trên báo chí là những chuyện mà nhiều người ở hải ngoại còn trăn trở mãi, ở trong nước người ta đã quên mất từ lâu rồi. Một số người còn lên giọng rằng nên gạt bỏ quá khứ để hội nhập vào dòng chuyển động không ngừng của đất nước. Những lời phát biểu ấy khiến tôi nghĩ ngợi về đề tài ký ức. Trước hết, cần nói ngay, ký ức đặc biệt là ký ức tập thể, collective memory, hay ký ức văn hóa, culture memory, là một đề tài khá mới trong giới nghiên cứu. Trước, từ thời khai sáng, ở con người, giới nghiên cứu chỉ chú ý đến lý trí. Từ Descartes đến Pascal và Kant, người nào cũng đề cao lý trí, đều xem lý trí là năng lực tối thượng phân biệt con người và các loài động vật khác nhau. Từ đầu thế kỷ 20 dưới ảnh hưởng của Freud và sau đó của Jung, với nhiều trường phái khác nhau trong chủ nghĩa hiện đại, người ta lại đề cao vô thức, xem chính vô thức mới là động lực chính thúc đẩy và quyết định những sự lựa chọn trong đời sống cũng như trong các hoạt động sáng tạo. Chỉ khoảng vài thập niên gần đây, người ta mới hay đề cập đến vai trò của ký ức, thoạt đầu trong lĩnh vực xã hội, sau trong văn hóa học. Có một câu nói nổi tiếng tiêu biểu cho quan niệm này. Chúng ta là những gì chúng ta nhớ. We are what we remember. Những gì chúng ta nhớ tạo nên ý nghĩa cho những gì chúng ta làm hoặc chứng kiến, và tất cả những gì chúng ta làm hoặc chứng kiến được ghi nhớ ấy sẽ tạo nên hình ảnh của chính chúng ta. Chính những hình ảnh ấy là những nguyên liệu đầu tiên và quan trọng nhất tạo nên bản sắc của từng người. Bởi vậy, những người bị mất trí nhớ bao giờ cũng bị mất ý niệm về bản sắc. Họ không biết họ là ai. Nhưng ký ức có hai đặc điểm quan trọng cần lưu ý. Thứ nhất, nó không phải là cái gì thuần túy có tính cá nhân. Bất cứ ký ức nào cũng có tính tương tác. Nhớ, dù là nhớ một kỷ niệm hoàn toàn riêng tư, cũng vẫn liên hệ với một cái gì đó khác. Ví dụ như một thời gian, một không gian, một cảnh huống và những con người khác. Qua cái việc nhớ, do đó chúng ta nối kết cái bản ngã và môi trường xung quanh, nối kết quá khứ và hiện tại, cá nhân và tập thể, cái riêng và cái chung. Bởi vậy, ký ức nào, dù riêng tư đến mấy, vẫn lấp lánh hồi quang của cả một cộng đồng. Ký ức, một mặt kiến tạo và nuôi dưỡng bản sắc cá nhân, mặt khác, góp phần định hình bản sắc tập thể, rồi chính bản sắc tập thể ấy đến lượt nó lại tác động ngược lại đến ký ức, biến ký ức thành một quá trình chọn lọc liên tục. Từ đó dẫn đến đặc điểm thứ hai, ký ức không phải là những gì cố định. Ký ức không phải là kho lưu trữ hình ảnh một cách máy móc và vô hồn. Ký ức, ngược lại, không ngừng được tái tạo và không ngừng được tái cấu trúc. Cùng một sự kiện, được nhớ trong những thời điểm khác nhau, với những quan điểm và những tâm trạng khác nhau, chúng ta có những hình ảnh khác nhau với những ý nghĩa khác nhau. Bởi vậy, ký ức nào cũng có tính hiện tại, nó không phải chỉ là quá khứ. Nó là quá khứ được hiện tại hóa, và vì được hiện tại hóa, quá khứ nào cũng có tính chính trị của nó. Nhớ, do đó, là một diễn ngôn, một loại hình tự sự ẩn giấu đằng sau những nỗ lực diễn dịch và tái diễn dịch quá khứ để đáp ứng những thử thách của hiện tại. Cũng cần lưu ý là ký ức hiện diện ở mọi nền văn hóa. Ai cũng có ký ức và cũng cần ký ức. Nhưng dường như với người Việt Nam, ký ức có tầm quan trọng hơn hẳn ở những nơi khác, nhất là ở các nước Tây Phương. Ở Tây Phương nói chung, ký ức thường nhanh chóng được thu nhập, lưu trữ, xác minh và phân tích, cuối cùng thành lịch sử. Ở Việt Nam, ký ức thường ở nguyên dạng ký ức,
khuất chìm trong vô thức, bàn bạc trong đời sống của quần chúng. Cái gọi là lịch sử ở Việt Nam phần lớn chỉ là những mảnh ký ức rời, nhập nhòa giữa huyền thoại và sự thật, đậm đặc màu sắc truyền thuyết. Nếu lịch sử là những đại tự sự, ký ức chỉ là những tiểu tự sự. Nếu lịch sử mang tính chính quy, đặc tuyển và nhất là tuyến tính, ký ức thường đứng ngoài mọi thiết chế, gắn liền chủ yếu với văn hóa dân gian, thường xuyên chịu sự chi phối của nhiều yếu tố tương tác trong xã hội. Người Việt thích sống với ký ức, người Việt ở hải ngoại lại càng thích sống với ký ức. Rời khỏi quê hương, sống hẳn ở nước ngoài, tuyệt đại đa số lưu dân, trong đó có người Việt Nam, không bao giờ có thể hội nhập hẳn vào cuộc sống mới. Họ sống lơ lửng ở giữa, in between. Giữa gì? Giữa quê gốc và quê mới, giữa quá khứ và hiện tại, giữa hoài niệm và hoài bão. Sống ở giữa là sống trên những biên giới, là lấp lửng ở bên này và bên kia biên giới. Ở vùng biên giới ấy có gì? Chủ yếu là ký ức. Ký ức trở thành quê hương chính của những người lưu dân, bất kể là lưu dân nào. Natalie Huỳnh Châu Nguyễn, một nhà nghiên cứu trẻ và xuất sắc ở Úc, mới xuất bản một cuốn sách mang nhan đề rất thú vị. Ký ức là một quê hương khác, phụ nữ Việt Nam lưu vong. Sẵn đây xin nhắc, trước đó một nhà nghiên cứu Việt học lỗi lạc khác, Huệ Tâm Hồ Tài, ở Mỹ có một tác phẩm mang nhan đề tương tự, nhưng đối tượng khảo sát lại là ở Việt Nam thời hậu chiến. Tác phẩm mang tên Quê hương của ký ức, việc tái tạo quá khứ ở Việt Nam thời hậu kỳ xã hội chủ nghĩa. Dĩ nhiên, hai cái quê hương được đề cập trong hai tác phẩm vừa kể rất khác nhau. Khác không những ở cấp độ mà còn về bản chất. Với người trong nước, ký ức là một quê hương của lựa chọn. Với những người lưu dân hay lưu vong, ký ức là quê hương của số phận, là quê hương duy nhất. Ngoài nó, có khi không còn gì khác. Người lưu dân hay lưu vong nào cũng gắn bó với ký ức. Những người lưu dân hay lưu vong ra đi từ một đất nước tan nát vì chiến tranh và ngập ngụa hận thù lại càng quay quắt với ký ức. Những người lưu dân và lưu vong đến sống ở các nền văn hóa khác, hoàn toàn xa lạ với nền văn hóa gốc lại càng bị giam hãm trong ký ức. Nói như thế cũng là cách mặc nhiên phân biệt hai loại ký ức. Ký ức của người thắng cuộc và ký ức của các nạn nhân. Ký ức của cộng đồng người Việt ở hải ngoại chủ yếu là ký ức của nạn nhân, một ký ức đầm đìa máu và nước mắt. Không phải chỉ có máu và nước mắt thời kỳ chiến tranh, mà còn có máu và nước mắt lúc chiến tranh đã kết thúc, ở các nhà tù và trại cải tạo, ở các chiến dịch đánh tư sản mại bản, ở chính sách ngăn sông cấm chợ, ở sự kỳ thị vùng miền và lý lịch, ở những cuộc di tản và vượt biên đầy hãi hùng. Đòi hỏi những người mang trong đầu và trong tim loại ký ức đầy máu và nước mắt ấy là một đòi hỏi vô cảm, xuất phát từ miệng của những người thắng cuộc. Nó không những là vô cảm mà còn là lưu manh. Tôi không chủ trương hận thù, tôi biết có thứ đạo đức học của sự tha thứ, nhưng tôi không hề tin vào thứ đạo đức học của sự lãng quên. Theo tôi, không phải chỉ có bản sắc mà cả ý niệm về đạo đức cũng được nuôi dưỡng từ ký ức. Kể cả nếu không muốn nói, nhất là những loại ký ức đầy máu và nước mắt. Tiếp nối chương trình hôm nay là một nhân vật sự kiện với hồi tưởng của tác giả Amy Trúc Trần qua bài Kinh tế mới, nỗi kinh hoàng của người dân miền Nam sau năm 75, đăng trên trang Facebook cá nhân vào ngày 9 tháng 4. Mời quý vị cùng chia sẻ. Kinh tế mới, nỗi kinh hoàng của người dân miền Nam sau năm 75. Sau năm 75, Việt Cộng đã lùa người dân miền Nam vào chỗ chết qua cái gọi là vùng kinh tế mới và di dân từ các tỉnh đồng bằng phía Bắc với Tây Nguyên, đặc biệt là Đắk Lắk, Lâm Đồng và tới miền Đông Nam Bộ, đặc biệt là Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, theo các chuyến tàu Bắc Nam. Đúng với những gì Đỗ Mười tuyên bố với các đồng chí hàng bắc bó của họ, giải phóng miền Nam, chúng ta có quyền tịch thu tài sản, trưng dụng nhà cửa, hãng xưởng, ruộng đất chúng nó, xe chúng nó ta đi, vợ chúng nó ta lấy, con chúng nó ta bắt làm nô lệ, còn chúng nó thì ta đày đi lao động khổ sai vùng kinh tế mới vào nơi rừng sâu nước độc. Chúng nó sẽ chết lần mòn. Kinh tế mới là cái mỹ từ do Đảng Cộng sản đặt để ra,
cũng như cái mỹ từ học tập cải tạo vậy. Thực chất, đây là những vùng đất ở những nơi rừng thiêng nước độc không người lui tới để lưu đày tất cả các gia đình ngụy dân. Những vùng kinh tế mới toàn là rừng núi hoang vu, đất đá khô cằn, trong sáng, sáng chết, trong khoai, khoai khô. Không một loại ngũ cốc nào sống được đúng với những gì tên khắc máu Đỗ Mười nói. Ta sẽ đẩy chúng nó đi lao động khổ sai vùng kinh tế mới vào nơi rừng sâu nước độc. Chúng nó sẽ chết lần mòn. Chính vì vậy, sau những tháng năm phải dùng những bàn tay mà vốn trước kia chỉ quen với phấn trắng bạc đen, các thầy cô giáo ngụy sau khi lâm vào những căn bệnh xuất sắc rừng, có nhiều người đã phải chết ngay trên vùng kinh tế mới. Và những giọt nước mắt của họ đã rơi trên những thi thể của con em của mình đã chết vì bệnh tật, đói, lạnh và kiệt sức. Họ cũng đã nhỏ máu 10 đầu ngón tay vì phải vạch gai rừng, đào huyệt mộ trên vùng đất đá để chôn xác người thân. Và cũng không có quan tài, chỉ bó xíu mà thôi. Kinh tế mới, một thủ đoạn trả thù độc ác của loại kỵ bắt bó chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Tiếp nối là tin về chính trị, trại giam cổng trời tội ác của Cộng sản. Theo Facebook Sự thật về Đảng Cộng sản ngày 8 tháng 2 chia sẻ, trại giam cổng trời có lẽ là một địa danh ít người biết đến. Trại cổng trời là một lò sát sinh đầy bí mật, tàn bạo và khoa học của Cộng sản Hà Nội. Trại này đã bí mật chôn vùi hàng ngàn tù chính trị, tu sĩ và linh mục công giáo, cùng với những giới trí thức chống chủ nghĩa Cộng sản của chính miền Bắc và hơn 300 tù biệt kích nhảy toán miền Nam. Trại giam cổng trời là một địa ngục nhốt người miền Bắc theo đạo Thiên Chúa cho đến chết thì thôi. Đó là trại trừng giới kỷ luật đặc biệt của Bộ Nội vụ Công an Cộng sản. Một trại bí mật để tiêu diệt các thành phần chống đối Cộng sản. Các tù hình sự miền Bắc hãy nghe đến tiếng trại giam cổng trời là sợ kiếp vía. Trại này có truyền thuyết là vào thì không ra. Đến đây là phải bỏ xác chứ không hy vọng gì để trở về với gia đình. Trại cổng trời là một lò sát sinh đầy bí mật tan bạo và khoa học, dựa theo kiểu tra tấn của Liên Xô và Tàu Cộng mà Cộng sản Hà Nội đem ra áp dụng. Trại cổng trời thuộc tỉnh Hà Tuyên, nay là Hà Giang và Tuyên Quang, cách biên giới Việt Nam tàu khoảng 10 km đường chim bay. Trại nằm ở cao độ 2.500m, quanh năm giăng mù, thỉnh thoảng mới có một ngày nắng ấm vào mùa hè. Thời tiết luôn luôn từ 0 đến 10 độ C. Các anh em biệt kích nhảy toán ra miền Bắc từ năm 1963 đến năm 1968 và gần 300 tù biệt kích đã chết tại đây. Trước hết, mình nói về cái chuyện đất nước trước. Thì ngày 30 tháng 4, có lẽ tất cả dân Sài Gòn, họ cũng hình dung được phần nào, cái số phận của họ, cũng như số phận của đất nước họ. Nhưng mà thực tế là xảy ra là quá sức tưởng tượng của họ. Quá sức cái tưởng tượng của họ. Một cái kết quả mà tất cả thế giới đều biết đó, là dân Sài Gòn sống không nổi, chỉ một thời gian ngắn thôi mà phải bỏ xứ ra đi, không biết đi đâu, không biết đi đến chỗ nào, nhưng mà cứ đi. Lúc đó là người ta có cái câu mà cột đèn nó biết có chân nó cũng đi. Mà họ đi để tìm một cái sự gọi là cái tự do của con người. Bởi vì sống sau khi mà Cộng sản Bắc Việt vào trong Nam chiếm rồi thì cái quyền con người nó mất hết rồi. Và cái nhân phẩm con người cũng mất luôn. Đó, thầy không còn cái gì để mà sống hết tất cả. Cho nên họ tìm cái con đường sống trong cái chết. Đi cái chết. Đó. Mà làm cho chấn động tất cả hoàng vũ, tất cả trên thế giới như quý vị đã biết. Đó. Đến bây giờ đó, để rồi tất cả động lòng cho tất cả các nước. Để tất cả các nước đều phải giang tay rộng mở để đón tất cả những người tị nạn.
và có thể nói người Việt tị nạn cộng sản, phải dùng đúng cái chữ của họ, cộng đồng đó nó ở khắp cùng cả thế giới bây giờ đó, mà nó thành một cái cộng đồng bây giờ tức là cũng phải trên 3 triệu rồi đó, như quý vị biết. Thì đó là cái hậu quả của cái ngày miền Nam nó lọt vào tay cộng sản là như vậy, chỉ nói vắn tắt thôi. Còn cái vụ mà tôi cho là lặt vặt đó, là Cao Bằng miền Nam bằng cách đổ tiền 3 lần tịch thu tài sản, mặc dù người ta không có tội gì hết, gán cho người ta cái tội ví dụ chẳng hạn là kinh tế mày sao mày bạn đó, để rồi tịch thu tất cả tài sản. Bây giờ tất cả những người nào mà bây giờ vào Sài Gòn nó dòm thấy những cái người miền Nam mà gọi là dân sự đó đâu còn nữa, mà những cái cơ sở Sài Gòn là toàn những cái người ở phương Bắc đi vào trong này mà đã chiếm cứ làm ở đó. Mà muốn làm được cái đó sự thật là để cái gì? Họ đã đem tất cả quân dân cán chính của miền Nam họ đài. Họ đài đi để chi? Thứ nhất, cái việc đầu tiên họ cần đó là họ rảnh tay để cho miền Nam không còn ai có thể mà gọi là lãnh đạo, hay để cho hướng dẫn. Vì họ biết rằng á, bây giờ người miền Nam khi họ vào đó, người ta chấp nhận, người ta nói thôi, vì chế độ mới vậy chắc không đến đổi gì đâu, ta sống. Nhưng mà trong thâm tâm người cộng sản biết mình không thể là như thế, mình họp mình vô là mình phải cào, phải làm, thì để mình lập lại tất cả những cái gì mà mình muốn đó, thì cái đó nó sẽ gây căm phẫn. Mà nếu gây căm phẫn thì bây giờ họ không chống, người dân họ không chống, nhưng mà rồi mình gây căm phẫn đó, mình làm cho họ thấy cuộc sống họ đi đến con đường cuối cùng đó, là tự nhiên là họ phải nổi dậy. Mà muốn nổi dậy phải có người chỉ huy, và nó gồm hết tất cả những người nào mà họ cho là có thể mà gây cái nguy hại cho họ, nguy hiểm cho họ, là họ đưa đề đài tù. Thì có thể nói rằng một triệu, tôi nói một triệu để ít, tại sao? Cái phần tụi tôi là mấy trăm ngàn đi đài ra ngoài Bắc để làm này kia, nhưng mà còn tầng ở địa phương đó, những người như xã ấp này kia, nghĩa là nó tóm lại ở trung ương thì có chỗ giam của trung ương, địa phương có chỗ giam của địa phương, rồi xã ấp có chỗ giam xã ấp, tất cả những cái đó là những cái người nào mà họ thấy là có thể nguy hiểm cho chế độ là họ giam hết. Đó thì cái hậu quả mình nói sơ như vậy biết. Thì cái đó thì bây giờ nữa, để mà nhớ lại thì là mình chỉ nói những điều lớn thôi, căn bản thôi, chứ còn những cái lặt vặt không kể. Nhưng có một cái điều nữa mà chúng nhòm thấy, cái mà đau buồn nhất hiện tới hiện giờ bây giờ là con người Việt Nam đã mất, cái văn hóa Việt Nam cũng mất hết tất cả. Bây giờ mình dòm thấy chúng ta xuống cấp. Ngoài cái vấn đề kinh tế xuống cấp rồi mình không nói, mà mình nói được cái con người cũng xuống cấp, và văn hóa cũng xuống cấp nữa. Cái đó là cái hậu quả của 30 tháng 4. Và thưa ông, là tôi biết là ông cũng có tới 17 năm đi các cái trại cải tạo khác nhau. Thì cụ thể thì người ta muốn cải tạo như vậy, nhưng mà rồi cuối cùng cái mục đích của họ có đạt được không? Và một ngày ở trong trại cải tạo thì nó thường là như thế nào? Nói trại cải tạo để dùng cái mỹ từ cho nó đẹp, chứ đi đài của tôi chứ cải tạo cái gì. Sự thật là ai cải tạo ai. Bây giờ phải nói rằng cái trình độ tụi tôi với lại tất cả những cái cuộc sống của tụi tôi đó, có cần những người để mà để cải tạo, để đưa tụi tôi từ một cái ở bên con người nó có thể nó biết đầy đủ tất cả nhân phẩm xuống trở thành con thú vật đâu. Nếu cải tạo cái đó thì tôi đồng ý là cài cho tôi vậy, đài đà cho tôi trở thành một con người vô tri, một con người mà cũng như con thú vật đấy. Cái đó tôi thấy là hành hạ đài thôi. Còn bây giờ nói thế này, tôi nói chuyện cái nhỏ thôi, họ tiêu diệt chúng tôi một cách rất là tinh vi, thế giới không biết được đâu. Nhìn qua Pol Pot thấy giết kia là người giữ tấm máu này kia không, Việt Nam ở ngoài nhìn thẳng không thấy tấm máu, nhưng thật sự ra cái máu của chúng tôi nó rỉ xuống từ trong cơ thể chúng tôi, nó rỉ xuống chân tôi, nó nhiễu xuống đất, nó lan tràn mà không ai thấy. Chết đủ cách hết, đói rét, đói chết, bệnh tật chết, bị hành hạ về lao động chết. Rồi nội cái thời tiết khắc nghiệt mà không có cho tụi tôi được cái gì nữa. Tôi ngủ tôi phải lấy nhật trình với cái giấy báo đó mà tôi quấn trong mình tôi đấy. Bị hồi đi ra nó nói đi một tháng không có đem đồ lạnh gì hết tất cả.
rồi đem ra gặp cái miền Bắc khắc nghiệt là không coi. Chúng tôi kiếm từ muốn giải rách bố tời tôi lót mà chưa nói còn cái ăn nữa. Cái ăn thì biết rồi là đói, và cái đói nó làm cho con người ta nó có thể nói là sanh đủ thứ bệnh tật mà đủ thứ cái gì nó cái ảnh hưởng hết tất cả. Chỉ nói hai cái đó rồi, rồi chưa kể cái vấn đề lao động khổ sai không, chưa đủ. Về đó thay vì mà để chẳng hạn như họ đuối họ nuống rồi để cho họ nằm họ nghỉ mai tiếp tục làm những con kiếp câu nữa, nhưng không, dựng dậy bắt gọi là kiểm điểm học tập này làm không tốt cái này cái kia đó, gần cho tụi tôi đuối sức cái tất trọi đó, để rồi đó chỉ còn ngủ được có vài tiếng đồng hồ lá người đó, rồi mai tiếp tục cuộc sống như vậy. Đó là một cuộc sống của chúng tôi trong những ngày cải tạo như vậy, công việc đó. Mà họ chống giấy hay, tôi xin nói một điểm nãy nữa nè, có phải tụi tôi ở tù không? Vợ con ở nhà cũng ở tù mà. Tụi tôi là cái nhà tù nhỏ, thường dân chúng ở ngoài cái nhà tù lớn đó, từ nhà tù lớn mà họ dùng hay lắm. Tôi nói cái tinh vi thế này, nói với vợ chị ngoài này ráng đi dùng cái tê mới, ráng lao động nha, bởi vì chị ảnh hưởng đến ảnh ở nhà, nếu chị bên này mà chị không tốt, vườn không tốt là ảnh không được ra. Còn đối với chúng tôi trong kia đó, các anh á phải lao động tốt, học tập tốt bên này kia thì có như vậy đó thì mới sớm trở về gia đình, chứ không thôi không về. Đó là có thể nói là họ dùng đủ tất cả những cái gì mà họ đánh cái đòn tâm lý. Họ rất hay về tâm lý, tôi nói là cộng sản là tâm lý giỏi lắm, nhưng mà cái tâm lý của họ đó thì họ dùng cái tâm lý họ cái cao siêu tâm lý của họ để mà họ khống chế con người và họ dùng con người cho họ, chứ không phải là họ dùng cái tâm lý họ để họ nâng tất cả con người trở thành của tất cả dân chúng họ. Đối với họ dân đó, dân là kẻ thù mà, dân miền Bắc cũng vậy chứ không phải là dân miền Nam không, dân là kẻ thù. Chỉ có họ đó và gia đình họ là thế thôi, vì họ biết họ làm những điều gì xấu xa, họ nhìn âm kiến đó, họ thấy cái mặt của họ đó, xấu xa lắm, nhưng mà họ tưởng cái mặt người khác thì họ có nói người ta là anh thế này anh thế kia chứ sự thật đó là họ, đó là những người cộng sản như vậy. Đối với tôi thấy vậy. Còn bây giờ thù tôi nói thế, chính ngay khi tụi tôi ở tù hả, chúng tôi có rất nhận chân rất rõ ràng, chúng tôi thương tất cả những đồng bào ở ngoài Bắc, chúng tôi thương. Tôi thấy những cái bà già mà hỏi ra nhỏ tuổi hơn tôi, lúc đó là tôi 40 mấy tuổi, nhỏ tuổi mà cằn cổ già như bà già ở trong miền Nam 60-70 tuổi mà đi trên vai nặng, đi trên triền núi vác những cái thanh chuối thế này để dạy cho heo ăn, nước nóng như thế này, xuống xà phòng thế này. Tôi thấy rằng tôi thương quá. Tới bây giờ tôi về nhà, tới giờ này tôi hỏi vợ, tôi hỏi tôi anh ở sao, tại sao anh thương dân miền Bắc hơn dân miền Nam? Tôi nói dân miền Bắc đáng thương lắm, họ đau khổ lắm, họ đau khổ nhiều hơn mình, họ đau khổ 20 năm hơn mình nữa ở trong chế độ cộng sản. Thì để anh nói anh biết được cái tấm lòng của tụi tôi đó, tôi thương. Một người cộng sản đã nói chúng tôi thế này, các anh biết các anh thua, tại sao các anh thua không? Hỏi tụi tôi, không phải tại Mỹ bỏ cái gì hết, là tại anh không dám cầm cái súng anh bắn vô dân anh. Còn tụi tôi đó, tụi tôi có chuyện làm chúng tôi vẫn phải bắn. Đó, để nói như vậy là thấy rằng những cái anh bộ đội về kia chúng tôi thấy họ bị đi, họ không có thế nào mà họ không đi được, nhà họ bị khống chế, không có ăn, họ chỉ làm sao đi, và họ đi họ nghe cái lệnh đó, họ làm một cách máy móc như thế này. Nói tóm lại trái tim họ không còn nữa là bây giờ mình. Còn miền Nam đó, sự thật là chúng tôi có sự suy nghĩ làm, thành ra cái quân đội ở trên miền Nam đó, có thể nói chúng tôi nó có một cái tính nhân bản rất cao. Và thế anh thấy cái vấn đề đó, tại sao mà dân chúng cứ bỏ chạy theo tôi không à? Không chạy ngược gì, giải phóng tới đâu mà tại sao không chạy ngược ra Bắc mà chạy ngược tôi? Đó là cái tính nhân bản, người dân người ta biết ai thương họ. Đó chỗ đó. Thành ra vì xuất phát từ cái tấm lòng đó, chúng tôi nói chúng tôi không hận thù. Chúng tôi không bao giờ quên hết tất cả những cái gì mà người cộng sản đại đọa chúng tôi, không quên. Nhưng mà không thù, không ghim cái đó để trả thù. Trả thù làm sao chúng ta tiếp đời này kia, làm sao chúng ta xây dựng được đất nước.
chưa chết đã là đúng đầu đâu không? Đập vào cái gì không? Đập đầu được làm gì? Đập vào đầu chết thì làm được. Đập vào cái gì? Túm xích, anh nghe túm xích. Ông cổng qua chưa? Cái đầu đó ở đâu đấy? Ê, ông đi mua đấy. Thật xấu quá. Đập vào cái gì không? Đập, đập vào đầu. Đập vào đầu chết. Số mày không không chết nhưng mà mày đúng đấy, đập tung vào cái đập mãi, đập bao nhiêu cũng không chết lại lòng nó rồi. Chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi. Đập chưa? Mãi chết rồi. Đấy, nhạt đòn chí mạng đấy. Nhạt bây giờ, ui trời. Đấy, bạc lúc này giỏi thật. Thôi. Nói này còn. Buộc cái mõm vào đấy. Buộc chặt vào. Mấy vòng vào? Không, một nhát nữa thôi. Vòng nữa. Thế thôi. Thế thôi, không nên. Đây. Lấy dao. Chọc. Dao cụt thế. Để cạnh đồng đồng cung học này. Đấy được rồi. Rò vào rồi đứng vào. Dao cụt thì sao? Nhưng dao ra. Đấy. Bắt đầu chặt đi ông. Chặt đi xong lấy nước chảy ra. Đấy này cái mõm nó này hất ra thì giờ. Thế mà tiết nó phải chảy ống ốc ấy. Dao đánh cái cành nhỏ. Nằm nòng thôi. Hứng nữa vào, hứng mấy thì nó ra ngoài, có tí tiết ra ngoài hết. Cho dao vào lách nữa, nó ra đấy. Chốc nó ra, đấy, giờ bắt đầu. Nó còn thở. Nó còn thở. No.